Tuần Gia Ban xin chào tất cả anh em tín đồ nội địa Nhật Bản. Hôm nay ngày mùng 2 tháng 9 đấy, Tuần Gia Ban về một số lô hàng và trong đó có 3 cái máy tạo oxy đấy, để cho những người mệt mỏi đấy, đi đường hàng bay đó. Cái máy này thì nội địa Nhật Bản nha, dùng cho nội địa Nhật Bản, nhưng cái này là sản xuất tại Manchila. Cái máy mà bất luận gì thôi là cái tiêu chuẩn Nhật Bản thì là bao giờ cao, điện 100V. Đó. Đây là máy mới luôn. Đấy, hộp xốp này. Ui, nặng thế. Đây là cái khí dung này để mình cho thuốc đây. Lông này. Đây cầm này. Đây là cái ống thở oxy này. Hai cái ống thở oxy này. Sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy, và cái đệm mút lọc không khí này. Dây jack cắm nguồn này. Nguyên hộp mới luôn này. Đấy. Có cái mã là 107 này, G107WK này, Manchila, rất là rõ ràng. Đẹp quá. Máy tạo oxy thì bao giờ cũng có cái khay để đựng nước để làm cái có cái oxy oxy thì nó làm đỡ đỡ khô, nguyên lý rồi thế. À, tem mác rõ ràng Manchila nhưng mà rất là rõ này. Điện là 100V. Đấy, tần số 50Hz đây. Đấy, zoom vào. Đó. Máy này xuất xứ rất là rõ ràng. Tiêu chuẩn Nhật thì bao giờ là cao rồi. Đấy, cái màn hình cảm ứng. Thì máy là máy mới thì Tuấn Gia Ban thì không bóc không thử đây. Anh chị em nào mà có nhu cầu ấy mà để cho gia đình mình ấy thì lên mua cái máy này. Máy này thì có giá là Tuấn Gia Ban bán rất là tốt thôi, để chia sẻ gọi là kiếm chút lời cho anh chị em thôi, với anh chị em thôi. Nó có giá là trên dưới 8 triệu chút. Cái máy mà gọi là máy ở Việt Nam đang bán gọi là máy Đức, người ta bán đâu đó là khoảng 24 triệu, thì cái máy Đức nó mới tốt, độ ồn nó nhỏ. Đấy, ví dụ như máy này thì là theo nhà sản xuất công bố đâu đó là từ 42 45 để gặp decibel tiếng ồn, thì cái tiếng ồn đấy là được gọi là cho phép trong cái giải cho phép. Chứ còn mà tiếng ồn nó quá lớn thì người bệnh không chịu được. Rồi anh em cần thì hãy liên hệ với Tuấn Gia Ban, chứ còn đừng mua cái máy mà to đùng này. Tuấn Gia Ban sẽ gắn vào cái hình ảnh ở đây, như bà chị Tuấn Gia Ban mua ấy là về sau không dùng được.
Nói chung là máy tôi Tuấn cho bạn không nhớ là cái tên cái hãng là máy gì nữa rồi, nhưng mà thấy nó lạ lắm. Mà quan trọng là lạ hay không, nhưng mà dùng vừa ổn vừa không ổn. Mới mang về máy mới đập hộp gì mà đã cứ đi đổi lại hỏng mấy lần. Rồi, Tuấn cho bạn xin chào tất cả anh em. Hẹn anh em clip tiếp theo. Anh em nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ những cái sản phẩm thế này để anh em lan tỏa mọi người, giúp Tuấn Gia Ban cũng như anh chị em, giúp bạn bè anh chị em của anh chị em khán giả Tuấn Gia Ban này, để biết tới những cái sản phẩm mà zin xịn, nó chuẩn Nhật thì tiêu chuẩn nó cao hơn. Xin chào tất cả anh em.